Ơi, hôm nay cửa hàng xin giới thiệu cho người một cái bộ kềm mở phe đến từ hãng Total. Thì ở trên đây là một cái bộ kềm gồm 4 cây. Thì trên cái kềm này có hai loại, một loại là loại dạng cong. Tại sao có hai loại này? Thì hai cái loại này là dùng để mở hai cái dạng phe khác nhau. Một cái dạng phe loại này, một cái dạng phe loại này. Cái dạng phe loại này là dạng phe ăn cái ngầm bên trong. Nhưng mình cần ăn cái ngầm bên trong, còn dạng phe loại này là mình cái hàm ngầm bên ngoài. Nó sẽ ăn một cái ngầm bên ngoài. Đó. Thì nó sẽ mở ra hai dạng phe. Ở trên đây cũng vậy, đây là cái kềm mở thẳng dùng để mở hai dạng phe. Thì thực sự hai chức năng này á, khi mình hai kềm này là mình bóp vô thì nó sẽ đảo ngược ra thôi đó. Ví dụ ở đây cái kềm này ha, mình bóp vô là cái này nó sẽ chạy vô, nó sẽ chạy vô để nó sẽ lấy phe ra. Còn cái này ngược lại, khi mình bóp vô thì cái này sẽ chạy ra ha, hai cái kềm này sẽ đi ra, mỏ này đi ra để nó sẽ mở cái phe, mở phe trong. Cái mở trong này mở bên ngoài đó, ok, nó chỉ khác nhau vậy thôi. Những dạng phe nào nằm như vậy thì dùng cái kềm ở đây, dạng phe nằm như vậy thì mở kềm ở đây. Còn cái cong như vậy là nó để dùng để nằm bên sâu bên trong á, để chúng ta dễ thao tác hơn ha. Thì đây là nguyên bộ kềm của nó, rất là đẹp. Cái size của nó là 180 ha, 180. Nó có ghi là hai, nó có hai cái là thẳng 180 độ và hai cái là cong 90 độ ha. Đây nè, hai cái là hai cái cong 90 độ, hai cái là thẳng 180 độ đây. Đó, nó có hai dạng phe để mở 7 inch, rất là đẹp mọi người ha. Hàng chính hãng Total. Thì những anh em về cơ khí, về kỹ thuật, đa phần nó xài cái game này là xài cho những anh em về cơ khí á, ha, về cơ khí, về cơ khí ô tô cũng nhiều, rất là ô tô rất là cần những cái kềm giống vậy để chúng ta mở những cái phe nha. Ô tô rất là cần, vì trong những cái kết cấu và chi tiết về như ô tô lắp đặt á, nó có những cái trục, những cái cốt mà nó cần phải gài bằng phe, thì không có kềm này chúng ta không có mở được đó. Thì mấy anh em cứ coi ở đây, tôi hỏi cần khui ha, tại vì nó rõ quá rồi, mình không cần khui ra, chỉ nào làm trong bịch kính thì mình sẽ khui ra nha. Thì mấy anh em nào có nhu cầu thì cứ qua cửa hàng lấy. Hai dạng kềm này xài rất là ok, thì chúng ta cứ mua về chúng ta xài thôi, để không đủ ha. Có nhu cầu thì chúng ta đem ra chúng ta sử dụng, thì tránh trường hợp như cần cái nào chúng ta mua cái đó thì nó lại mất tiền thôi, thì chúng ta mua trọn bộ như vậy đi, nó sẽ rẻ hơn là chúng ta mua từng con, mua từng cái thì nó sẽ mắc hơn, bảo đảm luôn. Rồi ngày xưa mình không có thì mình chế từng cái kềm nhỏ, chúng ta chế, chúng ta mài đi, tôi làm hai cái đầu nhỏ nhỏ chúng ta mở, mà rất là khó mở, nó không có dễ đâu, tại vì cái kềm mình đã thiết kế chuyên dụng nguyên bó phe rồi, thiết kế những cái đầu này nè, nó thon, đầu cái thon để nó đọt, nó có thể là nó chọt vô những cái khoảng cách nhỏ để chúng ta mở cái phe của nó, đó, nó đã sản xuất được cái chuyên dụng giống vậy, này để chúng ta mở, ha, rồi ok mọi người ha. Rồi cái giá mọi người xem cho Thanh tiêu đề giùm. Rồi cái nhu cầu mua hàng liên hệ tôi số điện thoại 0942309090. Rồi cảm ơn, xin chào.